Hello children, welcome to my class. My name is Yim and I'm very happy to see you. Today we will study Unit 1, Family, Lesson 1, Student Book, page number 8. Hôm nay các con sẽ được học bài thứ nhất về gia đình, sách giáo khoa trang số 8 nhé. Are you ready? Let's start. Now, look at this photo. This is Pepper's family. What can you see? Bây giờ con nhìn vào bức tranh về gia đình của Hà Pepper nè. Con có thể nhìn thấy ai? That's right. This is Pepper. And this is Pepper's father. Pepper's mother. And Pepper's brother. Đúng rồi, đây là heo Pepper, và đây là ba của Pepper, và đây là mẹ của Pepper và em của Pepper. So, today we will learn how to say words about family. Vậy thì hôm nay các con sẽ được học cách đọc từ về gia đình nhé. Ok? Now, let's take out your student book, page 8. Bây giờ con hãy lấy quyển sách bài học của mình ra trang số 8 nhé. Now you look at the pictures, listen and point. Listen and point. Unit 1. Family. Lesson 1. A. Listen and point. Repeat. 1. Mother. 2. Father. 3. Now, one more time, một lần nữa nhé. Unit 1. Family. Lesson 1. A. Listen and point. Repeat. 1. Mother. 2. Father. Okay, very good. Now you will listen and repeat. Listen and repeat. Bây giờ các con sẽ nghe và chúng ta đọc theo nhé. Mother. 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 Again, listen again. Mother. 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 Very good. Mother. Now, next one. Listen and repeat. Father. 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 Again. Father. Father. Excellent. Now, one more time. You will listen, point, and repeat. Bây giờ các con sẽ nghe, chỉ vào hình và đọc lại một lần nữa nhé. Mother. Mother. Father. Father. Very good. Now, I have a picture for you. Who is this? Đây là ai đây các con? Yes, that's right. This is Bill. And this is Kim. Đây là bạn Bill. And và đây là bạn Kim. And who is this? Wow, very good. She is mother. And he is father. Now, you will listen and point to the picture. Listen and point. Rồi, bây giờ một lần nữa, các con chúng ta sẽ nghe và chúng ta chỉ vào hình nhé. B. Listen and point. 1. This is my mother. Hello, Kim. 2.
This is my father. Hello, Kim. Hello. Vậy thì con thấy bạn Bill dùng câu this is my để giới thiệu về người thân trong gia đình của mình đúng không nè? Ví dụ khi bạn Bill muốn giới thiệu về mẹ của mình thì bạn Bill sẽ nói là gì? This is my mother. Now repeat. Bây giờ các con đọc lại với cô nhé. This is my mother. Very good. Và khi giới thiệu về bố thì Bill sẽ nói là this is my father. Repeat. Đọc lại với cô nhé. This is my father. Excellent. To sing a song with me. Các con có muốn hát với cô hay không? Now you will listen and sing a song. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và chúng ta cùng nhau hát bài hát này nhé. See. Sing. This is my mother. This is my mother. This is my father. This is my father. This is my mother. This is my mother. This is my father. This is my father. Very good. You can practice sing a song at home. Wow, it's game time. Let's play game. Bây giờ cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhé. You will look at the picture and choose the correct word. Con sẽ nhìn vào hình và chúng ta sẽ chọn ra từ đúng nhé. Okay, who is this? Đây là ai đây? Mother. Vậy thì Miss Diễm sẽ chọn chữ mother. Okay, very good. Now, next one, let's see. Who is this? Father or mother? Mother? No, this is father. Excellent. Next one. This is my mother or this is my father. What do you choose? Con sẽ chọn gì đây? Đây là bố hay là mẹ đây? Wow, very good. This is my mother. Now, and the last one. Who is this? This is my father or this is my mother. What do you choose? Con chọn câu nào? A or B? Yes, that's right. This is my father. Very good. And this is our homework today. Đây là bài tập của chúng ta hôm nay. Các con về nhà nhớ học lại từ nhé. Chúng ta vừa học hai từ father and mother. Và các con xem trước bài tập workbook trang số 6 và trang số 7. Hôm sau cô sẽ sửa bài cho các con nhé. Who is she? Who is she? My mother, my mother. She is my mother, she is my mother. Mom, 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 mom. Who is he?
Now, it's time to say goodbye. Thank you, everyone. Goodbye and see you next time.